đây bà con già mong nè, đưa ra nè, thứ nào chưa nói. Cô em 18. Rồi, xin chào cả bà con ha. Tiếp tục thì quay lại cho bà con xem cái năng suất lúa OM 18 vụ đông xuân 2023 ha. Đây là đất hai vụ ha bà con. Đây là cánh đồng hai vụ của xã Nhân Giáo nè, cặp bên gần Tràm á, dưới đó là gần Tràm đó bà con. Đầu ngoài ha. Này đầu ngoài gần Tràm ha. Thì đây là OM 18 mà giống nguyên chủng ha. Bà con người ta xạ người ta lấy giống người ta xạ vụ hè thu nè. Thì thấy quá tà bông rồi. OM 18 là đông xuân là nó chịu trúng một cái là không thằng đề thơm theo không kịp đâu. Mà ngặt cái nó chịu cháy lá thì nó cũng cháy dữ lắm ha. Đề thơm thì nó bình bình. Đề thơm đông xuân nó bình bình không cháy lá. OM thì nó cháy nhưng mà nó trúng á. Quá tò mò. OM thì đông xuân thì nó ưa bị cháy lá khô khô đó, nhưng mà nó trôi trôi cái bông vậy cắt ra bao dữ lắm ha con. Thì cái khuôn này là 4 công tầm đèn, là 3 công tầm cắt đó. Khuôn này cắt lấy giống. Đây để nó xuống cho bà con xem nhân bông. Nó trúng mà tới nổi mà máy chạy muốn không nổi luôn nè bà con không, ra khói luôn nè. 70 mà chạy máy sừng ra khói đen luôn. Đổi tài hả? Đó ông lái cho con ổng đi vòng vòng hắn bụi chơi. Rồi xong bà con dòm cắt nè, nó trúng mà máy chạy nó quện không nổi, nó ra khói luôn. Đây Thất Sơn lại gần quay cho bà con xem cái dàn bông nè. Có quánh cục hết trơn nè. Thì bữa nay mới có 100 ngày không con. Đây là cắt lấy giống cắt sớm nè. Thì đối với em thì một số bà con mình làm thấy thì nếu lá nó xanh quá thì có một số bà con nó xanh quá thì nó không vô gạo ha, cũng đúng ha. Cái cháy cháy gì đó mình cuối cuộc cái vô gạo ha. Thì đối với đề thơm tới cắt thì nó vẫn vô gạo cho bà con bình thường. Thấy nó cháy lá chứ nó vô gạo nó mới vô xanh xanh nhóc hết trơn nè. Đây. Nó vô tới cổ hết trơn ha. Đối với em này nó chịu trúng một cái là cũng tháng 1, tháng 2 bình thường ha. Còn cái cắt thì cái lá nó cháy thì mình không quan trọng đâu, quan trọng mình lấy gạo với cái trà nào con nó còn xanh vậy nè, là nặng ký à, hộp no bóng trà xanh nặng ký à. Còn cái lá nó cháy thì không quan trọng hết, chủ yếu là mình lấy gạo với thôi với cái trà xanh thôi. Đối với em thì chủ yếu là bà con mình đừng có xịt thuốc quá, ba cái thuốc nóng á vô gạo á nó sẽ cháy, với đất mà cắt nước sớm quá nó cũng cháy nữa, nó khô nước là nó quéo à. Đối với lúa này thì nó chưa chín hết ha, nó còn sống cổ á. Tại vì cắt lấy giống thì người ta đâu có cần ấy đâu, về người ta phơ mà. Mà còn nó dòm xanh cỏ nhóc chứ nè. Lúa mà xanh cỏ vậy cắt ra thì nó rất là nặng ký ha. Đây. Cái dàn gạ này cũng vừa hính luôn. Nó thưa thưa. Quá tờ bông rồi. Này xác nhận quá hả, mua xác nhận về xạ nghe nói xác nhận là 18 ngàn mấy trăm đồng á, một ký á. Về xạ ra lấy giống nè. Thế chung lúa nặng ký ha. Còn giờ mình tràn là tươi gói luôn. Để coi hồi cây ba công tầm cắt này được như bao ha. Nói chung OM mà thì đồ vụ đông xuân là nó trúng dữ lắm nè. Như con thấy bông quánh cục hết trơn. Trong đây cũng vậy. Nè con giờ cũng nhận bông nè. OM mà nó vậy là dữ lắm ha. Này là từ tắn rồi. Dao động tưởng đắng đến đắng mốt chứ hàng 900 thì không có đâu. Quá tài. Nằm xếp lớp chân. Như đây là con già mông nè, đưa ra nè, thứ nào chưa nói. Cô em 18 mà bông cái đó. Miếng này là nó trúng đều đám luôn ha mọi con. Thì cái dàn bông này không biết mình không biết chủ người ta đi phân thuốc sao ha. Nhưng mà đó vụ đông xuân năm nay đất hai vụ nhưng mà bà con đi từ 50 kg đến 60 kg á
là có bón phân rất hạt luôn á, là lúa rất là nặng ký từng tháng mốt đó, giao động từ tháng mốt đó. Tháng mốt tháng hai là do bà con đi nặng thuốc á, còn bà con đi phân thuốc vừa vừa ba mấy bốn mấy ký trên công cắt thì giao động từ 900 đến tấn à. Nói chung nặng phân nặng thuốc là tháng mốt tháng hai là bình thường. Đây giờ đi chậm chậm cho bà con mình xem nguyên cái dàn bông OM nè, chứ cái này giống nguyên chủng nữa mà. Đây rồi tập dậm dàn lúa mê, dàn bông nằm sắp lớp bây giờ nó muốn sập mà nó không sập, nó kiểu nó nằm chung chung rồi cắt được nè ha, OM nó này đó. Hôm nay 100 ngày nó còn xanh, nó một số nó hạt cái rau sao nó còn xanh lè đó nè. Đây còn xanh mới như nặng ký trà, còn xanh hột còn độ ẩm ướt nè, mà con vỏ một lứa nó còn độ tươi nè đó. Còn mà nó khô cái vỏ là nhẹ ký, để giảm vỏ nó còn độ tươi, vỏ một lứa trong còn ẩm ướt đó. Quá trời luôn, phê cái dàn lúa. Đây là bữa nay mới có 100 ngày hết mà con. Tính ra nó chưa là vô là nó từ vụ Long Sơn nó cháu trải là từ 100 ngày đến 5 ngày á thì lúa nó mới vô tới cổ hết á. Cắt sớm quá nó còn xanh. Lúa nó xanh nó ra. Con cái này là mái nhà luôn nè, mà tại lúa nó chúng nó nhiều bông quá, nó xanh quá cái nó gai nè. Đây bà con thấy gai ốc nổi không đó, nó xanh ướt á chứ gạ như là bà con ra là còn hơn xạ nữa. Cái này thái dịch đã luôn nè, lúa chắc không ấy chứ không phải lấy nữa đó, gai rất là nhiều luôn này, mái nhà đó giá tàu qua cứ cái vàng bông này. Chứ cái dàn bông bà con xem nó một số lá nó cháy sớm quá, nó chưa vô cổ hết nè, còn lép cổ nè, thấy lép cổ được cái nào vô sớm mà vô mấy cái nào lép cổ nhiều lắm á. Tại vì bữa nay tính ra tháng thiếu là mới 99 ngày đó bà con, thiếu 2 tháng. Đây nó cháy lá sớm quá, cổ đâu có vô kịp đâu, cái nào nó vô ấy vô sao còn xanh lè sữa không nè. Mấy cái này mới vô sữa không à. Cái này mà giữa bộ lá mà nó chưa cháy, nó còn đỡ là tới 100 đến 5 ngày là có tháng 2. Dàn lúa này có tháng 2 luôn. Thì một số nó cũng chưa vô tới cổ nhiều, nó còn lép cổ nhiều quá. Tại vì cái dàn lúa này nó cháy OM, nó cháy lá sớm quá, nó bị lép cổ. Đây thì Hắc Sơn quay cho con xem cái thằng OM nó cái chỗ này nè. Bà con mình nhiều khi nó cháy cái lá nhưng mà nó còn 1/3 nữa còn xanh xanh nữa phải không? Là bà con giờ cổ nè. Nó cháy mà ở dưới nó còn xanh tới cắt rồi nó vô hết trơn ha. Nè đây, cho ví dụ cho bà con nhìn rõ ha. Thấy không? Vô tới cổ nè, chín tới cổ nè, thấy ok nè. Đó. Là những cái lá mà tới cắt mà nó còn xanh như nè. Là nó vô tới cổ hết trơn nè, bà con giờ cổ lúa nè. Đây, thấy không? Còn những cái lá mà ví dụ nó cháy sớm quá, ví dụ như lá này rồi cái mấy cái lá nè, mấy cái lá mà nó cháy sớm quá là nó bị gì nè. Tại vì cái lá đài là cái lá để mà nó quang hợp, để nó vô gạo á, nó đổi năng lượng để mà nó vô gạo trong con, mà nó cháy sớm quá thì nó vô không kịp ha. Cái nào cháy sớm quá nè, lá đài này nó cháy vô tới trong hết nè, nó bị hư rồi, nó không còn màu xanh ha. Tại vì nó cũng còn màu xanh xanh như nè, nó là nó vô gạo ha. Là những cái lá mà nó cháy sớm như vậy, như vậy nó cháy nó không đủ sức là nó bị lép hết trơn. Nên là cái đó vô em mà con làm cẩn thận á, đừng cho nó cháy, tại vì cũng là 90 ngày ha, nó 90 ngày á, nó cháy cho là 88-90 ngày nó bắt đầu cháy á, là tới cắt là vô gạo trơn. Còn mà ví dụ tới mới có 80-85 ngày giai đoạn mà bà con cháy sớm thì là sau này nó bị lép cổ nhiều lắm ha. Nói chung lép cổ chứ cũng mất năng sức lắm. Cái này mà không lép cổ là tháng 2 là xiền luôn.
hết trên xe đó là 50 bao hết mà con. Thì nói với mấy cái bao này chứ lúa còn tươi thì nó trung bình mình cũng nó từ 60 bao lên không à. Lúa thì quay bà con xem nhận bông cũng biết hắn còn tươi còn xanh. Trung bình cho nó 60 kg lên đi, rồi mình tính ra. Dưới đất này thì chú cũng có nói là đi có 4 công điện đi có 1 bao phân rồi con ơi, tổng vụ luôn á. Tại vì đất trồng sen á, ông trồng sen à, cái chỗ sen này của ổng đó nè. Này ông làm lúa là ông lấy giống. Đó, trên xe hết 50 bao đó con, giờ đưa thêm 4 bao nữa nè, không biết đủ không. Đưa thêm 4 bao này đó là 54 bao nè bà con ơi. 54 bao chắc không đủ, chắc cần 55, 56 bao quá, 3 con cắt này. Quá tà hư nhà con. Đất 2 vụ mà đất trồng sen nữa. Thế nào chịu nói. Còn làm cuối cùng hết mà con, tổng cộng là 54 bao trên xe đó, coi còn nhiêu bao. Quá trời rồi. Còn dư bao nhiêu với ta? Còn dư 2 bao. Thế là 52 bao. 52 bao chia cho 3 công làm cắt. 52 bao chạy ra công 17 bao hết mà con. Trung bình nó 60 cũng chạy ra 1 tấn mấy chục ký à. Còn sáp máy là chạy ra 1 tấn mốt á.